câu này. Tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Ủa, anh có biết gì đâu. Nhưng mà chuyện này cũng tốt mà. Thì mấy mốt gia đình mà hỏi chuyện con cái mình không cần phải né tránh nữa. Em nói cái gì kỳ vậy? Kỳ hả? Anh bây giờ làm sao? Anh nghĩ đi, tôi có thể chấp nhận được không? Hả? Đúng, tôi phải suy nghĩ lại. Thiệt không em? Dù gì chăng nữa thì nó cũng là con của tôi mà. Thiệt không em? Nè, anh coi đi. Hai vạch. Em có thai hả? Trời mừng quá. Em có thai hả? Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Anh có biết gì đâu. Nhưng mà chuyện này cũng tốt mà. Thì mấy mốt gia đình mà hỏi chuyện con cái mình không cần phải né tránh nữa. Chắc là trời thương á mới cho hai đứa mình có con với nhau. Trời thương anh chứ không có thương tôi. Ngay từ ban đầu tôi với anh đã thỏa thuận rồi, tôi đâu có muốn có con như bây giờ đâu. Có con là chuyện vui mà. Chỉ có anh vui thôi, còn tôi thì không. Ngay từ ban đầu tôi với anh đã thỏa thuận, bây giờ anh không nhớ hả? Anh nhớ. Nhưng mà cái niềm vui này nó lớn quá à. Thì tụi mình hãy vui vẻ đón nhận nó đi em. Vui vẻ? Anh đi mà vui vẻ, còn tôi thì không vui nổi. Ai mà lại đi bút một ca sĩ chưa nổi tiếng, đã vậy còn mang thai nữa. Thì không làm ca sĩ, mình làm công chuyện khác. Đâu nhất thiết là phải làm ca sĩ đâu. Miễn sao con mình đẻ ra nó khỏe mạnh là được rồi, đúng không? Làm nghề khác. Làm gì? Làm xe ôm như anh hả? Đúng không? Anh cũng biết là tôi đam mê ca hát, tôi không làm được cái nghề khác. Thôi anh biết rồi, em ngồi xuống đây đi. Em đang có thai đó. Em mà nổi giận vậy lỡ ảnh hưởng tới em bé là sao? Tôi còn đang trông cho có ảnh hưởng nữa. Em nói cái gì kỳ vậy? Kỳ hả? Anh bây giờ làm sao? Anh nghĩ đi, tôi có thể chấp nhận được không? Hả? Bây giờ chấp nhận hay không thì chuyện nó cũng xảy ra rồi. Em định bỏ đứa nhỏ hả? Nhưng mà tôi với anh đã thỏa thuận ngay từ ban đầu. Và tôi cũng uống thuốc tránh thai, mỗi ngày tôi đều uống. Tại sao bây giờ lại có thai? Thì đôi khi thuốc nó cũng không có tác dụng chứ bộ. Thuốc không có tác dụng là sao? Nếu như mà thuốc không có tác dụng thì tôi đã có thai lâu rồi chứ không phải là bây giờ. Là anh đúng không? Anh đã làm cái gì đúng không? Thì anh cũng không muốn giấu em nữa. Do anh cháo thuốc tránh thai của em á. Anh làm cái gì vậy hả? Xin lỗi. Tại gia đình cứ hối thúc quá làm cho anh bị áp lực. Anh áp lực? Rồi anh giải quyết áp lực của anh bằng cách lôi tôi vô hả? Anh biết anh có lỗi, nhưng mà anh cũng chỉ muốn tụi mình có một cái gia đình ổn định thôi. Ổn định? Ổn định làm sao khi mà sự nghiệp của tôi không có cái gì hết? Rồi bây giờ dài 3 năm nữa tôi làm mẹ bỉm sữa, trong khi đó bạn của tôi thì ai cũng thành công, ai cũng ông này bà nọ. Nhưng mà đâu có ai nói chỉ làm ca sĩ mới thành công đâu. Tôi nói đây là ước mơ của tôi phải biết chứ, đâu cần phải ai nói. Thì bây giờ em cứ lui về, em lo cho gia đình vài năm đi, rồi mai mốt em quay lại em ca hát. Con cái để đó anh lo. Anh lo? Bản thân của anh còn chưa lo xong, đừng có nói gì là lo cho con cái. Còn tôi, tới lúc đó giọng hát, ngoại hình không còn nữa thì làm gì có cái chuyện quay lại với sự nghiệp. Anh xin lỗi mà giờ chuyện nó cũng lỡ vậy rồi. Mình cố gắng mình sắp xếp cho nó ổn thỏa thôi em. Sắp xếp ổn thỏa như thế nào gọi là sắp xếp ổn thỏa? Nếu như mà ổn thỏa nhất đó là phá cái thai này đi. Em nói gì vậy? Dù sao nó cũng là con của tụi mình mà. Ủa em không thương con hả? Thương thì làm được cái gì? Thương con mà trong tay không có sự nghiệp ổn định gọi là thương hả?
có trách thì trách do anh, chứ không phải là do tôi. Là tại vì anh đưa nó đến không đúng lúc. Em bình tĩnh đi. Bây giờ tâm trạng của em không có tốt, dễ đưa ra mấy cái quyết định sai lầm lắm. Tôi đang rất bình tĩnh. Chỉ có người không bình tĩnh là anh đó. Lúc trước anh hứa gì với tôi? Trước khi cưới, anh nói là để cho sự nghiệp của tôi thành công ổn định thì mới sinh con. Bây giờ anh làm như vậy là anh hại tôi đúng không? Nếu như mà anh trở mặt như vậy rồi, anh bất nhân thì tôi bất nghĩa. Từ từ mà em. Anh biết là anh sai khi mà cháo thuốc tránh thai, nhưng mà em cũng đừng vì chuyện đó mà bỏ con của tụi mình chứ. Anh nói bây giờ tôi phải làm sao? Làm bây giờ tôi phải sinh nó ra, rồi hàng ngày trút giận lên nó vì nó cản trở sự nghiệp của tôi hả? Em, từ từ mà em. Em hãy suy nghĩ lại đi. Không lẽ em không có tình cảm gì với đứa bé trong bụng sao? Đúng, tôi phải suy nghĩ lại. Thiệt không em? Dù gì chăng nữa thì nó cũng là con của tôi mà. Thiệt không em? Vì con của tôi nên tôi phải suy nghĩ lại, nên bỏ cái gì và nên giữ cái gì. Đúng rồi, anh thấy em bỏ cà hát là hợp lý nhất. Tôi nói là tôi bỏ anh đó. Em An.